liên quan vụ án sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Theo kế hoạch, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 đồng phạm trong vụ án này từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4. Cơ quan điều tra xác định trong vụ án có 7 người đã bỏ trốn và đang bị truy nã gồm 5 cựu lãnh đạo SCB: Nguyễn Thị Thu Sương, Đinh Văn Thành, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn, Nguyễn Lâm Anh Vũ và 2 người ngoại quốc là Xuân Henry Ca Trang, quốc tịch Trung Quốc, cựu phó chủ tịch hội đồng quản trị SCB và Lam Ly Jock, quốc tịch Trung Quốc, cựu thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng SCB. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định xét xử vắng mặt và kêu gọi 5 bị cáo là cựu lãnh đạo SCB ra đầu thú. Đối với Xuân Henry Ca Trang và Lam Ly Jock hiện đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra 2 bị can cho đến khi bắt được sẽ tiếp tục xử lý. Theo cáo trạng, Lam Ly Jock làm việc tại SCB từ giữa tháng 6 năm 2012 đến ngày 19 tháng 1 năm 2015 với các chức vụ thành viên hội đồng quản trị, phó chủ tịch hội đồng quản trị SCB. Tài liệu điều tra thể hiện từ ngày 11 tháng 12 năm 2012 đến ngày 28 tháng 11 năm 2014, Lam Ly Jock đã ký 8 biên bản họp, phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị đồng ý hợp thức cho 68 khoản vay của Trương Mỹ Lan có tổng dư nợ đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 là 53.000 tỷ đồng, tổng giá trị tài sản đảm bảo ở hiện tại của các khoản vay là 34.000 tỷ đồng. Hành vi của Lam Ly Jock đã gây thiệt hại cho SCB hơn 19.000 tỷ đồng. Đối với Xuân Henry Ca Trang, từ ngày 1 tháng 7 năm 2015 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022 đã ký 487 biên bản họp, phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị đồng ý cho 356 khách hàng. Nhóm Trương Mỹ Lan vay 602 khoản vay tại ngân hàng SCB có tổng dư nợ đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 là 577.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo ở hiện tại của các khoản vay là 115.000 tỷ đồng. Hành vi của Xuân Henry Ca Trang đã gây thiệt hại cho SCB số tiền 462.000 tỷ đồng. Để phục vụ điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự, đề nghị Cục Tư pháp Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa phối hợp xác minh, tuy nhiên đến nay chưa nhận được kết quả. Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, dù đến nay chưa có kết quả tương trợ tư pháp, nhưng quá trình điều tra vụ án đã thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, làm rõ bản chất vụ án, hành vi phạm tội của các bị can. Các bị can Lam Ly Jock và Xuân Henry Ca Trang được xác định có vai trò giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan rút ruột hàng trăm nghìn tỷ đồng từ SCB.